tham dự triển lãm Việt Nam International Motor Show 2017 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10 vừa qua. Với chủ đề The Future of Safety, khu vực trưng bày Volvo được thiết kế theo phong cách Bắc Âu rõ rệt, mặc dù tông lạnh được thể hiện như lớp nền chủ đạo, nhưng vẫn còn không gian ấm áp bên trong. Màn trình diễn ra mắt được dàn dựng công phu, bên cạnh là những mẫu xe nổi bật của Volvo. Đến với triển lãm năm nay, Volvo Car Việt Nam mang đến những mẫu xe an toàn hàng đầu thế giới. Volvo XC90, chiếc SUV 7 chỗ hạng sang, Volvo S90, sedan hạng sang tầm trung và mẫu xe hoàn toàn mới XC60 2018. XC60 hoàn toàn mới có kiểu dáng phong cách hơn, với những đường nét đậm chất thể thao nhưng vẫn đầy thanh lịch, các đường cong hấp dẫn của xe vẫn được duy trì, tuy nhiên trông sắc nét hơn. Volvo XC60 thế hệ mới trang bị công nghệ lấy trọng tâm là người sở hữu, hệ thống điều hòa 4 vùng kết hợp công nghệ Clean Zone, lọc sạch hoàn toàn không khí bên trong khoang hành khách, hỗ trợ lái trên nền tảng hệ thống IntelliSafe tùy biến với hàng loạt những công nghệ bổ sung như City Safety giúp cảnh báo, hỗ trợ phòng tránh những tình huống nguy hiểm, Steering Support giúp xoay vô lăng nhanh khi phát hiện hướng đánh lái chưa hoàn toàn đủ để tránh chướng ngại vật, Driver Alert Control gửi cảnh báo cho người điều khiển khi phát hiện những biểu hiện mệt mỏi sao nhãng. Phiên bản được phân phối tại Việt Nam là XC60 T6 Encryption, được trang bị động cơ 2.0 lít 4 xi lanh, kết hợp công nghệ siêu nạp và tăng áp, giải quyết triệt để độ trễ ở cả vòng tua máy thấp và cao. Công suất 320 mã lực tại vòng tua máy 5.700 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 400 Nm ở giải vòng tua từ 2.200 đến 5.400 vòng trên phút. Hộp số là loại Gtronic 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tốc độ tối đa 230 km/h, đạt chuẩn khí thải Euro 6. XC60 Encryption có thể hiểu người điều khiển xe như một cộng sự hiểu ý, luôn quan tâm và hỗ trợ kịp thời. Tại Việt Nam, XC60 T6 Encryption được định giá 2,45 tỷ Việt Nam đồng. Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng với hơn 90 triệu dân và một nền công nghiệp xe hơi đang phát triển khá nhanh, nhất là phân khúc xe hạng sang. Chúng tôi tự tin rằng những mẫu xe của mình đã từng bước chinh phục khách hàng Việt. Với dòng xe XC60 hoàn toàn mới, chúng tôi đã tạo ra một chiếc xe sở hữu vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, vô cùng hiện đại, nhưng lại toát lên được những giá trị truyền thống của vùng Scandinavia. Chiếc XC60 không chỉ đẹp, mà từng đường nét thiết kế, từng đường gờ trên thân xe, từng chi tiết trong nội thất đều có lý do của nó. Về công nghệ, khung gầm SPA hoàn toàn mới giúp chiếc XC60 đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và sự êm ái. Chúng tôi thiết kế chiếc XC60 với vị trí ngồi lái thấp hơn một chút so với XC90. Điều này khiến người lái có cảm giác tự tin hơn mỗi khi cầm lái chiếc xe ở tốc độ cao. Đối với chiến lược của Volvo tại Việt Nam thì cho tới giai đoạn hiện tại thì chúng tôi cũng mới bắt đầu kinh doanh cái đưa sản phẩm Volvo vào Việt Nam trong năm 2017. Thì trong giai đoạn này thì các mục tiêu về sản lượng, về các con số thì thật sự cũng không phải là trọng tâm hàng đầu của Volvo tại thời điểm này. Thay vào đó, cái trọng tâm của Volvo, chúng tôi đang nỗ lực để làm sao có thể xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh có thể đạt chuẩn của Volvo toàn cầu, có thể chăm sóc được tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam. Không những khách hàng khi mà sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của Volvo có thể an tâm về cái chất lượng sản phẩm với một cái sự an toàn gần như có thể được chứng minh trên toàn thế giới. Ngoài ra thì khách hàng phải có một cái sự thực sự an tâm về các dịch vụ hậu mãi. Và đó là một trong những chiến lược mà chúng tôi đang nghiên cứu và đặt cái trọng tâm trong cái giai đoạn phát triển này. Đối với lại Volvo thì hiện nay chúng tôi chỉ nhập khẩu chính thức tất cả sản phẩm cho tới hiện tại của Volvo là nhập khẩu chính thức Thụy Điển. Cũng giống như một số các hãng xe sang khác thì khi mà nhập khẩu xe từ các cái nước G7 thì cũng sẽ có một số cái bất lợi do cái chính sách về thuế không có được hỗ trợ. Tuy nhiên đây là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là với góc độ tập đoàn thì Volvo cũng sẽ có những cái chiến lược để làm sao có thể mang đến cho khách hàng Việt Nam những cái sản phẩm với cái chất lượng toàn cầu. Tuy nhiên có thể sẽ có được những cái chính sách về giá cả tốt hơn. Chẳng hạn như chúng tôi cũng có thể là cân nhắc đang làm việc với lại tập đoàn Volvo về cái khả năng mà có thể là sẽ đưa cái sản phẩm Volvo được lắp ráp từ Malaysia về thị trường Việt Nam trong cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên về cái thời điểm thì hiện nay chúng tôi cũng chưa có đủ thông tin để cung cấp cho các bạn về cái thời điểm. Nhưng một mặt khác thì chúng tôi có thể làm ngay được cho khách hàng là chứng minh với khách hàng về cái chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, một trong những cái hãng xe hàng đầu thế giới mà đạt những cái tiêu chuẩn ngặt nghèo từ châu Âu, có thể là sẽ tạo cho khách hàng được cái niềm tin và cái trải nghiệm là thật sự là đẳng cấp. Một lần nữa tôi có thể khẳng định là cái chính sách
về giá, chính sách cạnh tranh về giá không phải là chiến lược của Volvo. Chiến lược của Volvo là chúng tôi mang tới cho khách hàng những cái giá trị cốt lõi, một cái sản phẩm đẳng cấp kèm theo một chính sách giá hợp lý. Khi mang cái XC60 vào thị trường Việt Nam là chúng tôi giới thiệu một cái phiên bản cao cấp nhất của XC60, đó là phiên bản Encryption, và với đầy đủ tất cả các cái tính năng mà tôi có thể khẳng định rằng là cho tới thời điểm hiện tại thì chưa có một cái đối thủ nào có thể mà cạnh tranh được về các cái tính năng, đặc biệt là các cái công nghệ về an toàn, cũng giống như là các cái công nghệ hỗ trợ người sử dụng, cũng như là các cái vật liệu thiết kế cao cấp từ kiểu dáng cho đến vấn đề là nội thất, thì chúng tôi hoàn toàn tự tin là chúng tôi có thể cạnh tranh với đối thủ bằng chính cái giá trị của sản phẩm, chứ không phải là cạnh tranh về giá. Hai phiên bản của mẫu sedan S90 bao gồm bản S90 Momentum màu trắng, nội thất đen và bản S90 Encryption màu xanh đen, nội thất bọc da nâu ốp gỗ walnut cũng là điểm thu hút trong gian hàng Volvo. Mặc dù là sedan nhưng S90 vẫn thừa kế nhiều chi tiết và đường nét thiết kế của mẫu SUV hạng sang Volvo XC90 như lưới tản nhiệt hình thang, đèn pha với giải LED chiếu sáng ban ngày hình mũi tên, lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng với logo đặc trưng của hãng. Ngôn ngữ thiết kế của S90 là vẻ đẹp nam tính, trầm lắng nhưng vẫn sang trọng. Volvo S90 tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 254 mã lực tại giải vòng tua 5.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 350 Nm từ 1.500 đến 4.800 vòng trên phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6.8 giây và tốc độ tối đa đạt được 230 km/h. Bên cạnh hai cái tên XC60 2018 và S90 2017, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng mẫu xe XC90 2017 là thành viên lớn nhất đóng vai trò mở đường cho gia đình Volvo trong vài năm qua. XC90 hội tụ đầy đủ tinh hoa từ hãng xe Thụy Điển để giữ vững vị trí dẫn đầu trong nhóm SUV 7 chỗ cao cấp, bên cạnh những tên tuổi lẫy lừng đến từ nước Đức. Volvo XC90 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, công suất 320 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm tại giải vòng tua từ 2.200 đến 4.000 vòng trên phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6.5 giây, đạt tốc độ tối đa 230 km/h.